bánh mì rồi đi. Hai mọi người ăn bánh mì hết rồi, ngộ hết rồi. Để qua ha. Có lần thả cá lần trăm mẫu à. Thả cô qua. Có lần thả cá lần trăm mẫu à. $300 Nguyễn Thị Nếp $300 Tỉnh Hòa $200 Nguyễn Thị Bi $200 Diệu Phương $100 tại Thông Lô này cho bên đò nhậu. Trên dưới 2 tấn nha. Hôm nay mình thả là trên dưới 2 tấn cá tra. Trần bên đò nhỏ Úi, huyện Thốt Nốt. Rồi bắt đầu thả nè, thả cá tra trên dưới 2 tấn tại cây mà bến đò chỗ Úi. Ô, quá đau. Quá rồi, thả vô, giữ rồi. À, cá nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày gần tháng 8 à. Và đoàn đi qua hậu từ bi của Tỉnh Thốt Nốt đầu chuỗi và tổ chức thả cá trên dưới 2 tấn cá tra có mình trong đó. Cá bự đâu? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay tổ chức thả cá trên chân chỗ cầu chỗ Úi, bến đò chỗ Úi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quá vui. Buôn vật tử có đạo, chớ giết hại loài nào. Trời xanh mọi vật mọi ngon, từ từ lỗ miệng thân con được nhờ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Cái đi qua người đi lại. Quý vị tự cảm chết người trên xe lên quý vị ơi. Quý vị tha cá mình đứng rồi được qua bên trên xe lên nha. Đầu thì chúng tôi xin phép được thế hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa như quý vị thân mến, hôm nay cũng như thường lệ vào ngày rằm tháng 9, quý vị vì lòng từ bi và tấm bao dung của mình đến đây kết hợp cùng hội quan từ bi thực hiện chương trình thả cá phóng sanh nhằm bố thí mạng sống cho các sinh vật bé nhỏ đang gặp nguy hiểm trong cuộc sống để chúng được tự do bơi lội trong dòng sông nước mát dịu và hiền hòa có tích chứa tấm lòng cả thấy cái toàn cảnh quý vị. Xong bên cạnh đó quý vị cũng gì cũng có dịp phát huy cao độ đức tính từ bi của mình nhằm tạo một chút công đức hồi hướng cho của quyền thất độ của ông bà của mình. Nhờ công đức này được thanh thang và cũng chết an lành của Đức Phật mà Đức Thầy đã dạy thiên kinh dạng điển hiếu nghĩa chi tiên muôn dạng quyển kinh của hợp thánh tiên bị dạy của kiến nghĩa từ đầu hay là lòng từ tăng từ vi sánh thể hình ngọc ngà trong các báo khó bị thực hiện ý thức của một phận con người phải làm việc cho kiếp sống và những lời dạy của chúng tôi đã cũng bày tỏ cho
nên hôm nay hội quan quy cùng kết hợp với chị Phật tử, quý đồng đạo, các gia đình mạnh quân, các gia đình hảo tâm cùng toàn thể anh em bữa nay đến đây để rồi cùng hội quan quy thực hiện chương trình thả cá thường lệ vào ngày rằm hàng tháng. Đó là lý do cho buổi thả cá hôm nay đề nghị chúng ta quan nghênh. Đến tham dự buổi thả cá hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Luân, hội trưởng hội quan từ bi, đề nghị chúng ta quan nghênh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Bé, hội phó hội quan từ bi. Xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Thanh Hùng, hội phó hội quan từ bi. Xin trân trọng giới thiệu pháp danh Liên Hoa, hội phó hội quan từ bi. Xin trân trọng giới thiệu Diệu Minh, hội phó hội quan từ bi. Xin trân trọng giới thiệu anh Lô Văn Quy, thư ký hội quan từ bi. Xin trân trọng giới thiệu Thiện Bá, cũng là thư ký của hội. Xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Văn Tân, thủ quỹ của hội quan từ bi. Và trên dưới khoảng 80 vị Phật tử cũng như quý đồng đạo và hầu hết anh chị em đến đây tham dự buổi thả cá này, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Và giờ đây đến chương trình cầu quốc tế dân an, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Văn Tân, thủ quỹ của hội, đến đây sẽ điều hành buổi tới dân an, trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý cô bác và anh chị em, thì vừa qua ông hội trưởng đã nói lên những lời ý kiến mà thả cá là chi, rồi sau đây có đề nghị tôi để cầu quốc thế dân an. Giờ đây cũng đã đến giờ cầu quốc thế dân an, kính mời quý vị xá ba xá và chắc ta đưa lên trán thành tâm cầu quốc thế.